Kính chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới, bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự đã diễn ra trong ngày, và ngay sau đây là những tin chính có trong chương trình. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau: Sông Dương Tử cơn thịnh nộ. Kính thưa quý vị khán giả, người dân Trung Quốc dọc theo sông Dương Tử, nơi đã bị ngập trong lũ lụt, đang cấp tập gia cố đê bao trước khi đập Tam Hiệp xả thêm nước, khiến các thị trấn bị ngập lần nữa bởi trận lụt lớn thứ 3 vào mùa hè này. Lũ trên sông Dương Tử một lần nữa cơn thịnh nộ. Từ tối qua, nước mưa bắt đầu đổ vào hồ chứa của đập Tam Hiệp ở vùng trung lưu sông Dương Tử với tốc độ hơn 65.000 mét khối mỗi giây. Theo tờ Asia Times đưa tin cho hay, lượng nước tương đương với tốc độ dòng chảy cao nhất 12 ngày trước đã bổ sung hơn 12 tỷ mét khối nước vào hồ chứa đập Tam Hiệp khổng lồ. Sau khi Trung tâm Khí tượng Quốc gia ở Bắc Kinh cuối tuần trước cảnh báo về một trận đại hồng thủy mới, tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc, nhà điều hành đập một lần nữa đặt mình vào tư thế sẵn sàng như trong thời chiến. Tập đoàn đã mở cổng xả lũ và đập tràn vào 2 ngày vừa qua nhằm hạ bớt mực nước trong hồ chứa xuống dưới 39 tỷ mét khối để có thể tiếp tục trữ lũ mới từ ngày hôm qua. Vào sáng nay, tập đoàn cho biết khối lượng dòng nước được ghi nhận tại các hồ chứa ở thượng nguồn dao động trong khoảng 55.000 đến 65.000 mét khối mỗi giây. Kế hoạch là giữ nước lũ càng nhiều càng tốt để có thêm thời gian cho các thành phố ở hạ lưu tăng cường phòng thủ. Nước sẽ được điều chỉnh vào sông Dương Tử chỉ với tốc độ 39.000 mét khối mỗi giây để có thêm thời gian. Tân Hoa Xã hôm nay dẫn lời nhà điều hành nói rằng hồ chứa của đập đã có ít nhất 14 tỷ mét khối dung tích bổ sung để làm chậm lũ lụt. Mặc dù dòng chảy nước lũ hiện đã tăng thêm 14.000 mét khối mỗi giây, nhưng phải cần 13 ngày để hồ chứa Tam Hiệp đầy đến ngọn. Khả năng điều tiết lũ trên lý thuyết của toàn bộ dự án Tam Hiệp là 22,15 tỷ mét khối. Trong một nỗ lực để bác bỏ suy đoán về sự cố vỡ đập Tam Hiệp có thể xảy ra, Tân Hoa Xã vào tuần trước thừa nhận rằng đập Tam Hiệp bị biến dạng nhẹ ở một số phần ngoại vi của công trình, nhấn mạnh hôm nay rằng lũ lụt năm nay là nghiêm trọng nhưng không phải là chưa từng có tiền lệ. Lưu lượng cao nhất 64.000 mét khối mỗi giây được ghi nhận vào ngày thứ hai tuần trước, cho đến thời điểm hiện tại là kỷ lục của năm nay, nhưng nhỏ hơn mức 71.200 của năm 2012 khi đập Tam Hiệp trải qua giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi nó được hoàn thành vào năm 2002. Tân Hoa Xã cho biết kết cấu của đập Tam Hiệp gần như không thể xâm nhập được và tất cả các chỉ số về tình trạng kết cấu của đập đều nằm trong các thông số thiết kế. Tập đoàn Tam Hiệp cũng nhấn mạnh trên tài khoản WeChat của mình rằng đập Tam Hiệp được làm bằng 17 triệu mét khối bê tông cốt thép và là đập trọng lực nên nó sẽ chịu được một quả bom hạt nhân cũng như lũ lụt tồi tệ của một trận đại hồng thủy. Bộ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Xi Jinping hôm nay đã nói trong một cuộc họp khẩn cấp với tập đoàn Tam Hiệp rằng cần có hành động cẩn trọng và chắc chắn để điều tiết và giảm thiểu nước dọc theo toàn bộ sông Dương Tử. Trung tâm Khí tượng Quốc gia đã cảnh báo mưa xối xả tiếp tục đổ vào tỉnh miền Trung Hồ Bắc, nơi có đập Tam Hiệp, cũng như các tỉnh thượng nguồn Trùng Khánh, Quý Châu và Quảng Tây và các tỉnh hạ lưu như Hồ Nam, Giang Tây, An Huy và Giang Tô. Các tỉnh này sẽ có lượng mưa trên 180mm một ngày trong suốt tuần, với một số khu vực có lượng mưa lên tới trên 70mm mỗi giờ. Quý vị thân mến, đập Tam Hiệp ở tỉnh Hồ Bắc hôm nay lại tiếp tục xả lũ khi thượng nguồn sông Dương Tử hứng trận lụt thứ 3 trong năm. Theo Tân Hoa Xã cho hay, trận lụt thứ 3 trong năm ở sông Dương Tử xảy ra ở thượng nguồn khi hồ chứa Tam Hiệp chứng kiến dòng chảy 52.000 mét khối mỗi giây vào lúc 2 giờ chiều ngày hôm qua. Ngày hôm nay, các nhà chức trách Trung Quốc tăng cường tuần tra đê và cống xung quanh sông Dương Tử, sông Hoài và Hồ Thái Hồ để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống lụt bão. Văn phòng Cơ quan Phòng chống lụt bão và hạn hán Trung Quốc kêu gọi nỗ lực lập kế hoạch tuần tra chi tiết và thực hiện các cuộc tuần tra 24 giờ trên các đê và cống chính quanh sông và hồ. Bộ Quản lý Khẩn cấp cho biết sẽ tiếp tục điều động lực lượng cứu hộ và phân bổ nguồn cung cấp cho các vùng bị lũ lụt để cứu trợ thiên tai. Trước đó, Bộ Quản lý Khẩn cấp và Bộ Tài chính đã ban hành 35 triệu nhân dân tệ, khoảng 5,28 triệu đô la Mỹ cho các nỗ lực cứu hộ khẩn cấp ở Hồ Bắc, tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt. Trong khi đó, các trận mưa lớn ở Trùng Khánh đã khiến 7 người chết và ảnh hưởng đến hơn 145.000 người ở khu vực nằm dọc theo thượng nguồn sông Dương Tử. Cơ quan kiểm soát lũ lụt địa phương cho hay, đến 4 giờ chiều ngày hôm nay, khoảng 4.343 người đã được sơ tán, khoảng 846 ngôi nhà bị sập và thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 254 triệu nhân dân tệ, khoảng 35 triệu đô la Mỹ.
trận lụt thứ 3 ở Dương Tử đã đi qua Trùng Khánh vào ngày hôm nay. Vào lúc 6 giờ 40 phút chiều, nước tại trạm thủy văn Kutan đã cao hơn 1,65 m so với mức cảnh báo, nhưng từ từ rút xuống. Chính quyền thành phố áp đặt các biện pháp kiểm soát giao thông tạm thời ở các khu vực thuộc thượng nguồn sông Dương Tử vào ngày hôm qua để đảm bảo an toàn giao thông trên sông. Ngày hôm nay, tờ China Daily dẫn lời tập đoàn Tam Hiệp, đơn vị vận hành đập Tam Hiệp khẳng định rằng con đập lớn nhất Trung Quốc này vẫn an toàn. Hiện tại, đập Tam Hiệp đang hoạt động trong tình trạng tốt, không có biến dạng hoặc rủi ro khác. Và con đập không dễ vỡ như một số người nghĩ, đại diện tập đoàn nói. Giám sát an toàn là một phần của dự án. Các thiết bị giám sát đã được lắp đặt trong đập vào đầu năm 1994 để đo lượng tình trạng hoạt động của đập một cách kịp thời và chính xác. Khoảng 12.000 thiết bị đã được lắp đặt vào cuối tháng 6, bao gồm các tòa nhà, nền móng và sườn dốc để theo dõi sự biến dạng rò rỉ, áp lực rò rỉ, động đất mạnh và các tình huống khác. Công tác kiểm tra thủ công cũng đã được thực hiện để đảm bảo an toàn. Tin đồn về sự biến dạng hoặc vỡ đập Tam Hiệp là đáng báo động. Bất kỳ dự đoán nào mà không có dữ liệu theo dõi khoa học cẩn trọng là vô trách nhiệm, nghiệp dư và có động cơ, đại diện tập đoàn Tam Hiệp khẳng định. Trả lời nghi vấn việc xả nước liên tục từ hồ chứa Tam Hiệp năm nay đã làm trầm trọng thêm lũ lụt ở giữa và hạ lưu sông Dương Tử, đại diện tập đoàn cho biết xả lũ không có nghĩa là hồ chứa không đóng vai trò kiểm soát lũ. Ví dụ, dòng chảy của hồ chứa Tam Hiệp đạt 53.000 mét khối mỗi giây vào lúc 2 giờ chiều cùng ngày. Theo lệnh chỉ đạo từ Ủy ban Thủy lợi Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi, khối lượng xả phải được kiểm soát ở mức 38.000 mét khối mỗi giây. Vào thời điểm đó, 34 tổ máy của nhà máy thủy điện Tam Hiệp hoạt động hết công suất với lưu lượng khoảng 35.000 mét khối mỗi giây. Dòng chảy còn lại khoảng hơn 4.000 mét khối mỗi giây được xả qua đập tràn. Mặc dù việc xả lũ đang được tiến hành, nhưng tổng lưu lượng 35.000 mét khối mỗi giây nhỏ hơn dòng chảy 58.000 mét khối mỗi giây, có nghĩa là dự án vẫn đóng vai trò kiểm soát lũ. Việc trữ nước lũ của hồ chứa đã làm giảm áp lực kiểm soát lũ của hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất của Trung Quốc ở tỉnh Giang Tây. Lượng nước đổ về đồng bằng sông Hoàng Hà lên kỷ lục. Thưa quý vị, theo Ủy ban Bảo tồn Sông Hoàng Hà của Bộ Thủy lợi Trung Quốc, tổng cộng 170 triệu mét khối nước đã được cung cấp để cải thiện môi trường của đồng bằng sông Hoàng Hà trong gần một tháng, đạt mức cao kỷ lục. Lượng nước này tăng 240% so với mức trung bình trong thập kỷ qua. Tân Hoa Xã dẫn lời Cheng Yang Hong, phó giám đốc bộ phận dẫn dòng của Ủy ban. Với diện tích 173.000 ha, đồng bằng sông Hoàng Hà có hệ sinh thái đất ngập nước lớn nhất, đầy đủ nhất và trẻ nhất trong vùng ôn đới ấm áp của thế giới. Tăng cường bảo vệ và phục hồi hệ sinh thái đất ngập nước ở đồng bằng sông Hoàng Hà được đánh giá là có ý nghĩa lớn với việc duy trì an ninh hệ sinh thái và đa dạng sinh học. Từ năm 2008, Ủy ban Bảo tồn bắt đầu thực hiện các quy định sinh thái ở vùng hạ lưu sông Hoàng Hà và tiến hành bổ sung nước sinh thái cho các vùng đất ngập nước trong khu vực bảo tồn thiên nhiên đồng bằng sông Hoàng Hà. Dữ liệu giám sát cho thấy, diện tích bề mặt của đồng bằng sông Hoàng Hà đã đạt 60.000 ha, tăng 5.000 so với đợt bổ sung nước trước đó, mực nước ngầm cũng đã tăng 1,6 m. Đường giao nhau của sông và biển đã di chuyển ra ngoài 23 km, làm chậm sự xâm lấn của nước biển và bảo vệ hệ sinh thái. Sông Hoàng Hà là con sông dài thứ hai của Trung Quốc sau sông Dương Tử. Sông Hoàng Hà được gọi tên này bởi màu của nước sông vàng đục khi nước chứa đầy trầm tích, vốn có thể lên tới 34 kg một mét khối nước. Trải dài 5.464 km, sông Hoàng Hà bắt đầu từ khu vực cao nguyên ở tỉnh Thanh Hải, phía tây bắc Trung Quốc và đổ ra biển Bột Hải ở tỉnh Sơn Đông, phía đông Trung Quốc. Bão số 4 gây ngập lụt sau trận hạn hán tồi tệ nhất 50 năm qua ở Đài Loan. Kính thưa quý vị khán giả, bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới gây ngập lụt lớn ở Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc nhưng lại là những cơn mưa vàng ở hòn đảo này. Áp thấp nhiệt đới Choi Wan đổ bộ vào phía đông của Đài Loan hôm vừa qua mang đến những trận mưa lớn cho hòn đảo đang rất cần nước do hạn hán tồi tệ nhất trong hơn 50 năm qua. Trong 24 giờ kết thúc vào tối ngày thứ Sáu, những trận mưa vượt quá 200mm đã đổ xuống các khu vực miền Bắc và miền Trung của Đài Loan. Những trận mưa lớn sẽ giúp giảm bớt lo ngại về các vấn đề sản xuất liên quan đến hạn hán đối với ngành công nghiệp bán dẫn quan trọng của hòn đảo vào thời điểm tình trạng thiếu chip máy tính toàn cầu đang gây ảnh hưởng lớn đến các doanh nghiệp trên toàn thế giới. Đây là cơn bão thứ tư được đặt tên ở Tây Bắc Thái Bình Dương năm 2022, hình thành vào đầu tuần trước trên vùng biển phía đông Philippines. Sau khi đạt sức gió 80 km/h, bão số 4 di chuyển qua Philippines với những trận mưa lớn gây ra lũ lụt và lở đất, khiến 8 người thiệt mạng và 15 người khác mất tích. Sức cắt gió đã ngăn không cho bão số 4 mạnh lên khi nó đến gần Đài Loan mang lại điều mà hòn đảo này cần. Một áp thấp nhiều mưa, không có gió gây hại, chiều cường.
Theo CNA đưa tin, cơ quan thủy lợi Đài Loan VKLRA đặt hy vọng vào cơn mưa mận này được dự báo vào cuối tuần qua với lượng mưa 110mm có thể đổ xuống các khu vực gần các hồ chứa nước quan trọng. Hầu hết các trận mưa đã mang lại lợi ích cho các hồ chứa ở miền Bắc Đài Loan, làm đầy hồ chứa Feng Shui lên 71,6% và hồ chứa Xinshan lên 82%, nhưng ảnh hưởng rất ít đối với miền Trung và Nam Đài Loan. VKLRA cho biết tất cả lượng nước được bổ sung vào các hồ chứa hôm 5 tháng 6 đạt tổng cộng 19,84 triệu tấn, tương đương với một ngày rưỡi lượng nước tiêu thụ của cả Đài Loan. Một cuộc họp của Trung tâm ứng phó thảm họa hạn hán dự kiến diễn ra vào ngày mai có khả năng đạt được quyết định về phân chia lượng nước dựa trên lượng mưa vào cuối tuần sắp tới. Theo dự báo thời tiết của trang Zoom Earth, dự kiến đến 19 giờ ngày mai, áp thấp nhiệt đới này di chuyển về phía Nhật Bản với sức gió 45 km/h. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận được những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.